Ngày 21 tháng 9, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện một trường hợp vẽ bệnh, moi tiền tại phòng khám y học Sài Gòn, Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5. Trước đó, đường dây nóng của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận thông tin của một người bệnh kêu cứu đang bị một phòng khám tư nhân giữ lại để vẽ bệnh, moi tiền. Theo người bệnh, chị đến phòng khám này để khám phụ khoa. Phòng khám đã khám và cho biết đã phát hiện ra thai nhi, sau đó tư vấn chi phí phá thai là gói 2 triệu đồng và làm không đau. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ thuật phá thai thì phòng khám này yêu cầu người bệnh ký gói 29 triệu mới làm tiếp, nếu không sẽ làm chảy máu nhiều và rất đau, và gây áp lực yêu cầu chuyển khoản ngay trên giường bệnh. Người bệnh này không chuyển đủ tiền nên phòng khám đã bắt giữ lại. Sau khi ghi nhận, thanh tra Sở Y tế đã hướng dẫn chuyển các bệnh nhân đến bệnh viện Từ Dũ để kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khỏe. Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản, tạm đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở do không đảm bảo về hoạt động khám chữa bệnh và an toàn người bệnh, đồng thời tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm.